À, lúc trước có bầu biểu hiện gì không hả? À, hay quạo, quạo chó lắm. À, hay quạo nè, với mệt trong người. Ví dụ như bình thường á, chị cũng cũng mệt đi, nhưng mà nó mệt theo kiểu mệt mệt. Còn lúc mà có bầu phong, ta nói là mệt uống ẻ luôn, mệt làm gì chút gì cũng thấy mệt chân, trong người lúc nào nó cũng như không có sức sống vậy đó. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là chỉ kinh. Mà chị chỉ kinh chị không biết, tại nó nào ngay chị ít khi nào chị nói ờ sắp tới kinh này, à thôi ờ vài bữa tới kinh này này kìa. Không, chị tại không biết có ai giống như mình không nha, mình giống như kiểu mình bị ngu cái thời gian lắm. Có nhỏ kia nó hẹn mình á là vài bữa nó trả tiền cho mình, hoặc là thứ bảy nó trả tiền cho mình, thì trong đầu mình vẫn nhớ là thứ bảy nó trả tiền cho mình. Nhưng mà ba bốn cái thứ bảy trôi qua luôn, mình cũng nghĩ là nó hẹn thứ bảy trả cho mình. Cái lâu lâu chị nhớ chợt tối thì chị nhìn là thấy mới có thứ năm mà. Nhưng mà khi chị vô trong tin nhắn chị coi á thì chị biết là nó hẹn thứ bảy của 8 tháng trước rồi, mà bây giờ chị còn chưa đòi nữa. Thì chị hay bị vậy đó. Ví dụ như tới kinh thì bình thường chị có kinh ngày 28, phải không? Là tại chồng chị nói chị mới biết chứ chị không biết luôn á. Rồi chị không có để ý là ngày 28 hay ngày mấy chưa, chị chỉ biết là ủa ta mới có kinh đây, bữa nay có kinh nữa đó, bị vậy đó. Lúc có bầu cũng vậy nữa, chảy kinh chị không biết, chị không biết chị chảy kinh, chị không biết chị chảy kinh, mà chị chỉ biết là chị mệt quá, chị hay mệt trong người quá. Khi chị mới nói với chồng chị là chị bần thần, chị mệt trong người, cái ổng mới nói chị là ừ thấy thấy chị chảy kinh gì đó. Không nói tao mới biết chứ tao không biết tao chảy kinh gì luôn, thấy vậy đó. Cái xong rồi lúc mà chồng tao không có nhà, cái nhỏ bạn tao dắt tao đi mua que thử, à nhỏ bạn tao nó đi mua que thử thai về, nó chỉ cho tao thử thai rồi hai dạch.